hãy uống ngay trà xanh Trung Độ, được làm từ trà Thái Nguyên, dầu EGCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 15 giờ của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, với mong muốn mang lại niềm vui và nụ cười cho trẻ em vùng dịch trong những ngày giãn cách, 2.500 túi quà Trung thu đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trao cho các đơn vị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Long An, Đồng Nai và Bình Dương để gửi tặng đến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn. Những phần quà này sẽ là nguồn động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, giúp các em có một mùa Trung thu ý nghĩa, vui tươi để tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện tốt trong năm học mới. Đây cũng là tình cảm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 nhằm chia sẻ khó khăn với các tỉnh, thành phố đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tại Bình Phước, những ngày này, mặt trận, các hội đoàn thể tại huyện Lộc Ninh đã đến tận nhà trao tặng các túi an sinh cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trước mắt, Lộc Ninh chuẩn bị 2.000 túi an sinh sẵn sàng trao đến tay người dân. Gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, rau củ các loại là thực phẩm chủ đạo trong mỗi túi an sinh được huyện Lộc Ninh chuẩn bị trao tặng cho người nghèo, lao động tự do, nghỉ việc do thực hiện chỉ thị 16. Các gia đình thuộc diện F1, F2 đang cách ly tại nhà. Những nhu yếu phẩm này được vận động từ các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh và từ nguồn quỹ ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 huyện. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống dịch COVID-19, các thôn, ấp, xã, thị trấn của huyện Lộc Ninh sẽ chủ động ra soát các hộ dân gặp khó khăn do COVID-19 để lên phương án hỗ trợ túi an sinh. Tinh thần là hỗ trợ phải kịp thời, thực chất, trao tận tay người cần. Chúng tôi cùng với Hội Chữ thập đỏ về nguồn tiền thì mặt trận huyện tiếp nhận, còn các cái hiện vật thì giao cho Chữ thập đỏ tiếp nhận. Và khi chúng tôi thực hiện có những cái chương trình mà nó căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương thì chúng tôi tiến hành phân bổ. Khi mà có những cái trường hợp mà nó phát sinh nhiều mà xã không có khả năng vận động thì lúc đó chúng tôi sẽ bố trí các cái túi xuống cho nó phù hợp, để nó đảm bảo là những người họ được nhận những cái phần quà này thì họ cũng rất là vui mừng, vì nó cũng giúp cho họ một phần nào đó vượt qua khó khăn. Và những cái phần quà mà chúng tôi tiếp nhận được từ các tổ chức cá nhân thì nó cũng được đưa đến đúng tay những người mà có nhu cầu. Đến thời điểm hiện tại, trong 16 xã thị trấn toàn huyện Lộc Ninh có 4 xã vùng cam, vùng đỏ. Do đó, việc chuẩn bị trao tặng các túi an sinh sẽ giúp cho người dân Lộc Ninh bớt khó khăn, yên tâm ở nhà, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Nhằm động viên lực lượng tuyến đầu, sáng nay, lãnh đạo huyện Đồng Phú đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện bị nhiễm SARS-CoV-2 và các F1 đang cách ly tập trung. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Đồng Phú đã thăm hỏi, động viên và ghi nhận những đóng góp tích cực của tập thể cán bộ nhân viên y tế huyện Đồng Phú trong thời gian qua. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo huyện Đồng Phú đã động viên cán bộ, nhân viên ngành y tế huyện yên tâm điều trị, cách ly thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quyết liệt, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền, giải quyết sớm và triệt để các tình huống dịch COVID-19 có thể phát sinh. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Đồng Phú đã tặng quà cho 2 F0 và 24 F1 là cán bộ nhân viên y tế. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết đến thời điểm này ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở xã Lộc An, huyện Lộc Ninh là F1 của bệnh nhân 625042 đã cách ly trước đó. Tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh là 1.120 ca, gồm Chân Thành 215, Bù Đăng 163, Đồng Phú 119, Đồng Xoài 92, Lộc Ninh 92, Bù Gia Mập 53, Bù Đốp 44, Hớn Quảng 40, Phước Long 27, Bình Long 21, Phú Riềng 12. Số ca ngoài tỉnh 242 ca ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp Hớn Quảng và Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Đức Bù Gia Mập. Tổng số ca đang điều trị 507 ca, tổng số ca xuất viện 604 ca, tổng số ca tử vong 9 ca. Thưa quý vị, Sở Công Thương TP.HCM cho biết đến ngày 19 tháng 9 đã có 82.000 người giao hàng bằng xe công nghệ tức shipper đăng ký hoạt động tại TP.HCM. Dự kiến trong vài ngày tới, số lượng shipper sẽ lên tới 92.000 người.
Từ khi shipper được phép hoạt động trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh, từ chạy nội quận đến nay chạy liên quận, số lượng tăng dần lên từ trên 17.000 người đến gần 25.000 người và ngày 19 tháng 9 có tới 82.000 shipper đăng ký hoạt động. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết số lượng shipper đăng ký hoạt động sẽ tiếp tục tăng lên, dự kiến đến trên 92.000 người. Số lượng shipper tăng nhanh nên xảy ra tình trạng quá tải khi lấy mẫu xét nghiệm ở các trung tâm y tế, trạm y tế lưu động. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết nếu lượng shipper đăng ký hơn 92.000 người sẽ vượt quá khả năng lấy mẫu xét nghiệm của hơn 500 trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố. Ngành y tế thành phố đang cố gắng cấp thêm bộ kit test nhanh, tăng cường nhân lực hỗ trợ các trạm. Liên quan đến tình hình vaccine, theo hãng Lombus, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đàm phán mua thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer để tài trợ cho các nước khác. Toàn bộ số vaccine này sẽ được phân phối theo cơ chế COVAX, chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới WHO hậu thuẫn cùng với Liên minh vaccine Gavi nhằm đảm bảo vaccine ngừa COVID-19 được phân phối công bằng trên toàn cầu, đặc biệt hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình. Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố về thỏa thuận trước thềm một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về COVID-19 vào ngày 22 tháng 9 dưới hình thức trực tuyến bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tại hội nghị này, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ kêu gọi tập trung vào việc tài trợ vaccine cho các nước nghèo. Với thỏa thuận đang đàm phán trên, Mỹ sẽ nâng mức tài trợ lên hơn 1,15 tỷ liều vaccine cho chương trình tiêm chủng toàn cầu. Hồi tháng 8, Mỹ có thỏa thuận tương tự với Pfizer và tập đoàn này đã chuyển vaccine cho COVAX. Tuy nhiên, nguồn vaccine từ các nước tài trợ cho COVAX đã giảm trong thời gian qua. Giới chuyên gia ước tính cần khoảng 11 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho cả thế giới để đạt mức độ bao phủ vaccine. Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri cho biết, chính phủ nước này đã quyết định tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 cho những nhân viên y tế tuyến đầu và người cao tuổi để nâng cao khả năng miễn dịch. Thủ tướng Ismail nhấn mạnh, việc triển khai mũi tiêm tăng cường cho các nhóm có nguy cơ cao như có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch và người cao tuổi sẽ được triển khai sau khi tỷ lệ tiêm chủng quốc gia đạt 80% nhóm người trưởng thành. Việc triển khai mũi tiêm tăng cường này có thể đạt được bắt đầu vào tháng 10 tới. Tính đến hết ngày 18 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được tổng cộng gần 8,73 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19 cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn thành phố, bao gồm tất cả các trường hợp diện thường trú, tạm trú và người nước ngoài. Tổng cộng gần 8,73 triệu mũi, trong đó có hơn 6,7 triệu mũi 1 và trên 2 triệu mũi 2, có gần 2,3 triệu người tiêm vaccine Verocell, tất cả đều an toàn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện các quận, huyện và thành phố Thủ Đức vẫn tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, mũi 2 cho người đủ thời gian. Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng ghi nhận số ca F0 đang điều trị tại nhà là 47.485 người, số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 23.379 người, số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và tầng 3 là 41.152 người. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 15 giờ chiều nay của truyền hình Bình Phước. Một lần nữa, rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy uống ngay trà sữa Cung Độ được làm từ trà thái nguyên dầu ECCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.